Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo đó, các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy thực hiện đề án. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2024, cả nước phấn đấu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội. Tại Long An, 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp đã đưa vào sử dụng tổng quy mô khoảng 5,4 hecta Dự kiến giai đoạn 2024-2025, tỉnh tiếp tục triển khai 19 dự án với diện tích hơn 83 ha, khoảng 24.400 căn, trong đó năm 2024 xây dựng khoảng 11.500 căn, đến năm 2030 phấn đấu đạt chỉ tiêu chính phủ giao hơn 71.200 căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động.